Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Nhà chức trách Nhật Bản trưa 2 tháng 1 xác nhận ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm trung chuyển bán đảo Noto thuộc tỉnh Isakawa và các khu vực duyên hải ở miền trung nước này trong ngày đầu tiên của năm mới 2024. Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản ngày 2 tháng 1 thông báo sẽ hủy bỏ sự kiện Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện trước công chúng vào dịp đầu năm mới. Trong khi đó, Thủ tướng Fumio Kishida cũng hoãn chuyến thăm đến đền Ise nhân dịp đầu năm mới, dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 1 tới. Theo giới chức địa phương, trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 độ Richter cùng hơn 155 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại thành phố Quatrima, thuộc tỉnh Sikawa. Đài truyền hình NHK cho biết, sân bay Noto đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt vỡ và các ảnh hưởng nghiêm trọng khác đối với khu vực nhà ga. Nhiều hệ thống đường xá bị phá hủy, theo trang web của Điện lực Hokuriku, gần 33.000 hộ gia đình vẫn không có điện ở tỉnh Ishikawa vào sáng sớm 2 tháng 1 hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến tàu Shinkansen ở khu vực thảm họa tạm dừng hoạt động. Ít nhất 30 tòa nhà bị sập ở Kwajima, một thị trấn với khoảng 30.000 dân nổi tiếng với đồ sân mài và lửa đã nhấn chìm một số tòa nhà. Trong đông đất cũng làm trung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo, cách Kwajima khoảng 500 km ở bờ biển đối diện. Ngoài ra, loạt trận động đất trên cũng gây ra thương tích về người và làm hư hại nhiều công trình kiến trúc tại các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu lân cận. Cơ quan Giao thông Vận tải Nhật Bản xác nhận một trong những sân bay của tỉnh Ishikawa đã buộc phải đóng cửa do xuất hiện các vết nứt trên đường băng. Các máy bay của hãng hàng không Nhật Bản ANA đã quay trở lại các sân bay ở thành phố Toyama và tỉnh Ishikawa, trong khi Japan Airlines hủy hầu hết các chuyến bay đến khu vực thành phố Niigata và tỉnh Ishikawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, chấn tiêu của trận động đất ban đầu cách Kajima khoảng 30 km về phía đông đông bắc với độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Cơn địa chấn này được xác định ở mức cao nhất trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Lần gần nhất trước đó, Nhật Bản từng chứng kiến động đất mạnh nhất như vậy là vào cuối năm 2018 tại Hokkaido. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Isakawa, miền Trung Nhật Bản khiến người dân ở một số khu vực ven biển phải tháo chạy lên vùng đất cao hơn khi sóng thần cao khoảng 1,2 mét tấn công bờ biển với tây đất nước. Đài truyền hình NHK đưa tin 13 trường hợp tử vong được ghi nhận tại thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề, Wajima gần tâm chấn trận động đất. Trong khi ở khu vực Suzu gần đó, một số bác sĩ không thể đến được bệnh viện, nơi đang phải dùng máy phát điện dự phòng, nhà chức trách địa phương đã điều động khoảng 1.000 quân nhân đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bán đảo Noto xa xôi. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ bị cản trở do đường xá bị hư hỏng và tắc nghẽn. Một trong các sân bay ở khu vực đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt, nhiều dịch vụ đường sắt và các chuyến bay tới khu vực thiên tai cũng bị đình chỉ. Tại một cuộc họp khẩn của chính phủ về thảm họa được phát sóng trên truyền hình hôm nay, 2 tháng 1, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, việc tìm kiếm và giải cứu những người chịu ảnh hưởng của động đất là một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta phải cứu họ càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những người bị mắc kẹt dưới các công trình bị đổ sập. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, nước này sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho Nhật Bản sau trận động đất là những đồng minh thân cận Mỹ và Nhật Bản chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, bền chặt, gắn kết các dân tộc chúng ta. Suy nghĩ của chúng tôi hiện hướng về người dân Nhật Bản trong thời điểm khó khăn này, ông Biden nói. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hơn 90 cơn địa chấn nữa đã xảy ra kể từ sau trận động đất đầu tiên hôm 1 tháng 1. Cơ quan này cảnh báo những cơn trung lắc mạnh hơn có thể xuất hiện trong những ngày tới. Tại thành phố Toyama, cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khoảng 100 km, một số kệ hàng trong các cửa hàng tiện lợi trống rỗng vì thảm họa làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa khắp khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản thống kê, 4 đường cao tốc, 2 dịch vụ đường sắt cao tốc, 34 tuyến tàu hỏa và 16 tuyến phà đã phải tạm dừng hoạt động, 38 chuyến bay bị hủy kể từ khi bắt đầu động đất. Chính phủ Nhật Bản cho biết Tính đến tối 1 tháng 1, họ đã ra lệnh sơ tán hơn 97.000 người ở 9 quận trên bờ biển phía tây của đảo Honshu. Người dân đã qua đêm trong các phòng thể thao và các phòng tập thể dục của trường học, những địa điểm thường được sử dụng làm trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Theo trang web của công ty điện lực Hokuriku, đến sáng ngày 2 tháng 1, gần 33.000 hộ gia đình hiện vẫn không có điện vì thiên tai. NHK đưa tin hầu hết các khu vực ở phía bắc bán đảo Noto cũng bị cắt đứt nguồn cung cấp nước sạch. Cơ quan nội chính Hoàng gia thông báo hủy bỏ buổi lễ mừng năm mới vào ngày 2 tháng 1 của Nhật Hoàng, Naruhito và Hoàng hậu Masako sau thảm họa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Thanh Tâm về hành vi vi phạm nồng độ cồn kịch khung, chống đối tổ công tác Cảnh sát Giao thông. Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 12, Nguyễn Thanh Tâm, điều khiển ô tô biển số 29K05541 đi trên đường Hoàng Hoa Thám từ hướng thành phố Bắc Giang đi huyện Tân Yên thì thấy tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi Tâm điều khiển xe cách tổ công tác khoảng 20m, tổ công tác đã ra hiệu cho Tâm dừng xe. Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy tổ công tác của công an thành phố Bắc Giang lập tức huy động phương tiện đuổi theo. Tâm đã điều khiển xe đâm vào xe mô tô của tổ công tác làm xe bị hư hỏng. Tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh cho Tâm dừng xe, nhưng Tâm không chấp hành mà nhấn ga lùi, tiến xe lách khỏi các vật cản để bỏ chạy. Khi bị chặn bởi hai xe tải của tổ kiểm soát, Tâm không thể bỏ chạy được nhưng không xuống xe xuất trình giấy tờ. Tổ công tác đã phải phá kinh chăn gió bên lái để mở cửa xe, khống chế tài xế. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Tâm là 0,595mg trên 1 lít khí thở đã vượt mức cao nhất. Theo đó, Công an thành phố Bắc Giang đã lập biên bản bắt người phạm tội, quả tang đối với Tâm về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận trước đó đã sử dụng bia rượu và điều khiển ô tô đi từ thôn Sóng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng để về xã Cao Xá, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Khi đi đến đoạn đường Hoàng Hoa Thám thì xảy ra sự việc. Hiện Công an thành phố Bắc Giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ Nguyễn Thanh Tâm về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định